Uy Phương và chương trình Huynh Đệ Chí Binh xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SBTN Bậc Chánh Hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt hôm nay chương trình Huynh Đệ Chí Binh sẽ nói về sự vận động của đài SBTN đối với giới lập pháp để cho chúng ta có thể kéo dài chương trình HO và để cho quý vị sĩ quan thương binh có thể đến định cư tại Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo. Như quý vị và quý người đã biết rằng từ năm 1979, vì lý do nhân đạo, chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành chương trình ra đi có trật tự cho người Việt Nam với sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Chương trình ODP cho phép người Việt Nam tị nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Trong một chương trình phụ với tên gọi là HO, chính phủ Hoa Kỳ đã bảo trợ cho các cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa định cư tại Mỹ. Chương trình nhắm vào 3 đối tượng. Một là các cựu tù nhân bị tập trung cải tạo trong vòng 3 năm trở lên. Hai là các cựu tù nhân bị tập trung cải tạo trong vòng thời gian ít hơn nhưng đã từng học hoặc huấn luyện tại Hoa Kỳ. Và thứ ba là các cựu tù nhân bị tập trung cải tạo trong vòng 1 năm trở lên và đã từng làm việc cho các công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ. Năm 2008, chương trình HO coi như được kết thúc. Tuy nhiên, trên thực tế là sau 1975, trong quân đội có nhiều sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thương tích nặng trong chiến tranh. Vì vậy, những người này đã không có phải đi tập trung cải tạo hoặc là đã đi tù mà không đủ 3 năm. Vì vậy, cho đến nay họ vẫn còn kẹt lại Việt Nam mà không được bảo trợ sang Hoa Kỳ trong chương trình HO. Đây là những thành phần mà chịu thiệt thòi nhất trong chiến tranh. Vì vậy, đài SBN qua sự chủ trì của nhạc sĩ Trúc Hồ đã có tính cách là vận động về giới lập pháp Hoa Kỳ để mà chúng ta có thể có một chương trình giúp đỡ cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa có thể đến định cư tại Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN. Chào anh Trúc Hồ. Dạ chào anh. Trúc Hồ, bây giờ đó cái công việc này là công việc là tương đối nhìn qua đã thấy khó khăn rồi. Nhưng mà hôm nay có lẽ mình lên đây cũng bộc bạch một đôi điều mà những cái gì mà chúng tôi cũng như anh em đồng đội đang còn thắc mắc và những cái gì Trúc Hồ muốn trình bày với anh em cựu quân nhân là những chú những bác đã chiến đấu trong cái thời gian mà chúng ta giữ vững tự do cho miền Nam. Thì theo Trúc Hồ thì từ lúc nào thì Trúc Hồ có ý nghĩ là phải vận động với lập pháp để giúp đỡ cho các thương binh, nói chung là sĩ quan thương binh để có thể tiếp tục theo chương trình mà nhân đạo có thể đến định cư tại Hoa Kỳ? Thật sự thì cái này không phải là cái ý kiến của Trúc Hồ. Đây là ý kiến của một người anh, bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Anh Phạm Hoàng Trung là một trong những người mà đóng góp âm thầm. Anh đã từng bỏ rất nhiều tiền để làm cuốn phim Vượt Sóng, Journey from the Fall. Anh cũng là người chủ tịch hội đồng quản trị của SBTN. Anh có một người bạn là một sĩ quan thương phế binh. Thì với một người bạn gần 40 năm nhìn người bạn mình ở Việt Nam bị sống đối xử nghiệt ngã, kỳ thị. Cái quan trọng nữa không phải là người thương phế binh đó bị đối xử không, mà con cái của họ, gia đình của họ. Thì anh Trung có nói với Trúc Hồ là làm sao mình có thể tìm cách để mình giúp đỡ những người sĩ quan thương phế binh này. Thì trong đại nhạc hội Cảm ơn anh Kiều rồi thì Trúc Hồ có nói với khán giả là chúng ta sẽ cố gắng. Đây là một công chuyện, một việc làm thật là khó, nhưng không phải là không có hy vọng. Không có hy vọng. Thì khi mà Trúc Hồ năm rồi thì mình mới vừa làm đây mùa hè năm rồi. Vâng. Thì còn nhận một email của một bác sĩ quan thương phế binh có coi được cái chương trình Cảm ơn anh trên YouTube và có nghe Trúc Hồ nói như vậy. Và bác đã chia sẻ là bác rất cảm động. Gần 40 năm vẫn có người nghĩ tới những người như bác. Đi được hay không, nhưng mà có cộng đồng người Việt Nam mình nghĩ tới họ. Thì bác cũng có nhắm mắt, bác cũng yên lòng. Cho nên cái cuộc vận động này nó thật sự là khó, nhưng mà không phải là không có cơ hội.
Tại vì khi mà chương trình HO có những cái diện 3 năm, thì sau cái chương trình HO thì chúng ta cũng có thấy có những cái gọi là admin, tức như là những cái tu chỉnh, tu bổ thêm cái đạo luật này cho nó hoàn chỉnh hơn. Thì chúng ta trước hết là chúng ta phải đi liên lạc với những người dân biểu quốc hội, từng nghị sĩ quốc hội. Thì một trong những người đầu tiên mà chúng ta gặp là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta là dân biểu bà Sanchez của quốc hội. Thì bà nói là bà rất là vui để mà cùng với mình làm chuyện này. Và bà nhấn mạnh là chúng ta cần phải vận động thêm nhiều nữa. Thứ nhất là phải đi gặp ông John McCain. Thì khi mà mình gặp bà Sanchez thì Trúc Hồ cũng đã nhờ cộng đồng Arizona đã liên lạc và xin được cái hẹn với thượng nghị sĩ John McCain rồi. Thì Trúc Hồ cũng trình bày với bà Sanchez. Song song đó thì bà cũng nói là chúng ta phải vận động nhiều hơn nữa với các dân biểu khác như là Edwards, Westmich, Westmich. Thì thật sự kính thưa quý vị, khi mà chúng ta muốn có một cái đạo luật HO mà muốn được tu bổ lại để mà cộng thêm hồ sơ 580 hồ sơ của sĩ quan thương binh. Đây là hồ sơ mà của hội HO của cô Hạnh Nhân đưa qua trong bao nhiêu năm qua cũng đã có giúp đỡ. Thì chúng ta có hồ sơ đó, chúng ta mới mang trình bày cho dân biểu, thượng nghị sĩ. Chúng ta phải có nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ cùng nhau để mà họ mang ra quốc hội, để mà họ muốn gọi là thông qua cái dự luật đó. Thì cái mà chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng quan tâm á, là ngay cả ông dân biểu Lowenthal ông nói là khi mà mình làm như vậy thì có một cái ai đó mà không thích cái dự luật này không? Để mà chống đối là cái dự luật này không? Thì Trúc Hồ nói tất cả người Việt Nam của mình ai cũng muốn được chuyện này, không có chuyện gì mà chống đối. Và cái vấn đề mình cũng trình bày luôn là cái gánh nặng là ở nắm vấn đề số tiền. Số tiền của 580 gia đình này. Thì một người thì cũng phải có mấy người vợ, con đi theo. Thì chúng ta phải tính ra là cũng cỡ gần 4.000 người. Phải ít nhất từ 3.000 cho tới 4.000 người tùy theo mỗi gia đình là 4 người hay 5 người hay 6 người. Thì phái đoàn của SPTN mình cũng có cô Hạnh Nhân đại diện hội HO để mà trình bày và nói là qua trong vòng 8 năm qua SPTN, ASA cũng như là hội của cô Hạnh Nhân là hội cứu trợ thương phế binh cả mỗi năm tổ chức và cộng đồng của Việt Nam của chúng ta, nhất là khán giả SPTN đã đóng góp trên 6 triệu. Thì cái khả năng mình chứng minh cho những dân biểu của ông thượng nghị sĩ biết là cộng đồng chúng ta có khả năng để lo tiền để mà mua vé máy bay cho tất cả mọi người đó qua đây, để bớt cái gánh nặng về vấn đề tiền bạc của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ họ có ngân sách và họ có những cái quota để mà số người gọi là định cư, nhập cư vào Hoa Kỳ hàng năm. Đó là những con số mà khi mà ra quốc hội họ đều phải coi là một năm người Việt Nam chúng ta nhập cư vào Hoa Kỳ bao nhiêu người. Họ cần phải biết cái con số đó và họ cần phải biết bao nhiêu người mà chúng ta cần bảo trợ và chúng ta phải làm sao mà để giúp đỡ những người đó. Thì họ nói là khi mà tất cả những người gia đình của sĩ quan thương binh qua đây thì cộng đồng người Việt Nam của chúng tôi sẽ đứng ra lo trách nhiệm một phần nào. Chúng ta cố gắng lo hết được phần nào thì hay, thì nãy chúng ta cố gắng bớt gánh nặng của bên chính phủ Hoa Kỳ được thì tốt hơn. Nếu mà chúng ta lo được tiền vé máy bay, chúng ta có 580 gia đình thì 580 gia đình đó chúng ta có 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Thì mỗi tiểu bang chúng ta có 10 gia đình để bảo trợ 10 gia đình. Hay là một cái, nếu mà anh sĩ quan thương binh đó là thuộc biệt kích dù thì hội biệt kích dù sẽ lo. Sĩ quan đó thuộc bên hải quân thì bên hải quân sẽ lo. Thật sự vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta tự lo cho những người Việt Nam của chúng ta
Trúc Hồ nghĩ là không có khó, chúng ta sẽ làm được thôi. Nhưng mà chúng ta phải vận động nhiều. Trúc Hồ đích thân đi gặp ông John McCain với cộng đồng người Việt Nam ở mình ở Arizona. Cộng đồng Việt Nam ở Arizona rất là một cộng đồng có những người trẻ họ làm việc. Trước đó là có cụ chủ tịch cộng đồng là một bác cũng HO, và bác cũng rất là thích khi mà nghe cái chuyện này, bác cũng muốn đóng góp là cố vấn cho cộng đồng, và đã hẹn được gặp ông John McCain. Và sau khi trình bày cho ông thì ông John McCain, ông là một trong những người lập các cái đội HO này, cho nên khi mà mình trình bày á là ông trưởng nghệ sĩ McCain ông biết liền là mình thiếu cái gì. Đó là mình thiếu những người thương phế binh còn ở lại gần 40 năm nay, bị cộng sản họ đi cả gia đình. Trúc Hồ ở Việt Nam khi mà Việt Cộng vào thì lúc đó Trúc Hồ 11 tuổi, có một học chung với một bạn, ba của nó là đại tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã tử trận năm 1968 mậu thân. Nhưng khi mà cộng sản chiếm miền Nam thì ngay cả người đã chết rồi, gia đình của thằng bạn của Trúc Hồ cũng chẳng bị kỳ thị và đi không được cho gọi là vào trường đại học để mà có một cái tương lai đàng hoàng như gọi là những người mà chế độ của cộng sản họ ưu đãi là con cháu của họ. Thì nói chi là những người thương phế binh đang gọi là vẫn còn ở trên cái mảnh đất miền Nam thì họ sẽ bị kỳ thị và đối xử tàn bạo như thế nào? Đó là cái sự thật. Cảm ơn Trúc Hồ. Cái câu hỏi của nhiều người là nói vì sao chỉ có sĩ quan thương binh mà không có thương binh? Thì cũng như ngày xưa khi mà chính phủ Hoa Kỳ mà thương lượng với bên Việt Nam thì cũng giới hạn cái số, thì phải chăng vấn đề sĩ quan hay không sĩ quan là để chúng ta giới hạn cái số nào vừa phải để nó đỡ gánh nặng cho Hoa Kỳ? Nếu chúng ta đưa ra cái mục tiêu quá lớn thì khó thực hiện. Cái điều đó có phải như vậy không? Thật sự khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sức của chúng ta nằm ở đâu, trong khả năng chúng ta có thể làm được không. Đối với riêng cá nhân Trúc Hồ, máu của một người lính và máu của một sĩ quan giống nhau thôi. Hy sinh của họ giống nhau thôi, không khác. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cái sự thật. Trên 10.000 hồ sơ thương phế binh mỗi năm, chúng ta cố gắng giúp kiếm gửi về 50, 70. Nó mang tính cách tinh thần thôi, nó không có bao nhiêu hết. Trên 10.000 hồ sơ đó cộng thêm thân nhân của họ thì nhân lên là bao nhiêu người. Cái đó không có cơ hội. Chúng ta lấy con số 4, chúng ta nhân cho 10.000 là bao nhiêu? Tiền vé máy bay, tiền qua bên đây. Chính phủ họ nhìn liền, quốc hội họ nhìn liền, họ thấy rõ ràng là những người thương phế binh này qua đây thì chắc chắn là phải vào diện disability. Mỗi tháng mới được bao nhiêu tiền. Người Hoa Kỳ, quốc hội khi mà thông qua một đạo luật là họ tính tới ngân sách. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng để mà giúp, ngay cả chúng ta gắng giúp 580 hồ sơ này, cái tỷ lệ phần trăm thật sự nó cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hết mình. Và Trúc Hồ vẫn nghĩ là nếu cộng đồng của chúng ta cùng nhau vận động, mỗi địa phương một mình, như là cộng đồng Arizona đã vận động để gặp thượng nghị sĩ McCain, thì tất cả mọi cộng đồng chúng ta cùng nhau vận động để gặp cái người mà đại diện cho mình ở quốc hội. 50 tiểu bang, 50 cộng đồng đó, chúng ta cùng làm một điều, và chúng ta sẵn sàng đứng ra lãnh nhận trách nhiệm về vấn đề ngân sách, tức như là số tiền mà chúng ta
mua vé máy bay qua đây để lo cho họ trong vòng một năm đầu có gia đình lo, giống như chúng ta đã từng qua đây được những nhà bảo trợ của hội, nhà thờ gì đó để lo chúng ta đi học, cho chúng ta dạy chúng ta lái xe, đi lo những cái việc rất là bình thường trong cuộc trong những năm tháng đầu tiên. Phải có những người đó giúp, thì cộng đồng chúng ta phải giúp, cộng đồng chúng ta phải đứng ra, thì khi mà cái đạo lực ra tới quốc hội họ cảm thấy họ nhẹ gánh nặng thì họ mới có cơ hội họ thông qua cái đạo luật này. Còn bây giờ nếu mà chúng ta lo 10.000 hồ sơ thương phế binh đó thì thật sự cái cơ hội nó không thể làm được, không có cơ hội. Vâng, cảm ơn chú Hồ. Thế này, bây giờ đó, ngoài những cái vị mà trong lập pháp mà Trúc Hồ và trong ban giám đốc SPN đã gặp gỡ, thì quý vị đó có hứa hẹn gì không? Đối với quý vị đó, cái vấn đề này có vấn đề có thể khả dị làm được không? Và thứ hai, trong tương lai thì ban giám đốc SPN có dự định là gặp gỡ các vị ở các vùng khác mà ngay ở như cai tại DC? Thật sự thì từ cái ngày đại hội Cảm ơn anh trong mùa hè lần rồi, chúng ta đã âm thầm làm việc. Không phải đơn giản để mà chúng ta cùng một lúc để mà gặp bao nhiêu người dân biểu đó, và chúng ta phải có hồ sơ, chúng ta phải có viết những cái proposal để mà chúng ta trình bày. Thì dân biểu Sanse, ông dân biểu Alan Lowenthal, thượng nghị sĩ John McCain là ba người đầu tiên mình gặp, họ đều hứa với mình là họ sẽ giúp. Ông John McCain sau khi mình trình bày với ông John McCain là tương đối có một cái sự gắn liền nhiều với Việt Nam của chúng ta. Ông là một người đã từng bị ở tù ở ngoài Hà Nội, đã từng tham chiến ở Việt Nam. Trúc Hồ là một người, khi mà gặp ông John McCain, Trúc Hồ nói ông là một người hùng của cá nhân tôi. Tôi nhớ năm 1995, sau khi mà 20 năm ông có ghé Việt Nam trong một chuyến đi làm việc bên đó, thì ông đã nói "The wrong guy win the war", tất nhiên là một người không xứng đáng thắng trận chiến này đã thắng, một người không đúng mà đã thắng. Thì ông John McCain, chú Hùng cũng đã nói là chú Hùng cũng đã xem cuốn phim về cuộc đời của ông khi mà ông bị bắt ở trong tù và bị đối xử tàn bạo như thế nào. Thì ông John McCain ông có nói câu này. Ông nói khi đó ông bị đối xử rất dã man của Bắc Việt, Cộng sản Bắc Việt. Nhưng ông nghĩ rằng họ vẫn còn phải giữ cái mạng sống của ông lại để mà họ trao đổi. Bởi vì mạng sống ông vẫn còn có giá trị. Bởi vì bố của ông McCain là một trong những người tướng của bên Hải quân. Thì ông John McCain nói còn những người lính Việt Nam Cộng Hòa khi mà họ bị đi tù, họ bị đối xử tàn bạo, dã man là chuyện ông dư sức ông thừa biết. Và ông còn biết rõ một điều nữa là Cộng sản Bắc Việt không có lý do gì mà để giữ mạng sống của những người tù, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ông hiểu rất rõ. Và cuối cùng ông qua nói là "I will do it", tức như là ông nói tôi sẽ làm chuyện này. Chúng tôi nghĩ là tất cả người Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ, khán giả SBTN của chúng ta, những người còn nghĩ tới những người đã hy sinh, đã chết cho người khác sống, đã hy sinh một thằng xương máu mình để mà người Việt Nam mình có một cái nền văn hóa tới ngày hôm nay vẫn còn. Không có những người lính đó, sẽ không bao giờ có Trúc Hồ. Để Trúc Hồ học được những cái hay, cái đẹp của người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau gửi thư. Chúng ta gửi thư tới cộng đồng mỗi địa phương, mỗi tiểu bang, chúng ta cùng nhau vận động cho những người dân biểu, thượng nghị sĩ đại diện mình ở quốc hội. Lá thư SPTN có mọi thứ. Hồ sơ SPTN và cô Hạnh Ngân
cũng đã, luật sư Đậu Phủ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ gửi những cái hồ sơ lá thư đó cho tất cả cộng đồng, mỗi cộng đồng. Và chúng ta sẽ đi gặp bên nhiều người bên Quốc hội nữa. Những người mà bà Sensei bà nhắc là chúng ta cần phải gặp là ông Ambrose và ông Westmith. Và chúng ta sẽ gặp nhiều nữa chứ không phải là chỉ có hai vị đó thôi. Và hiện giờ chúng ta cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình của Human Rights for Việt Nam Park cũng đã từng đã làm việc về vấn đề này với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trả lời một cách rõ ràng là họ sẽ giúp, nhưng mà chúng ta cần phải qua bên Quốc hội. Bởi vì Quốc hội, khi mà Quốc hội đồng ý thì mọi chuyện nó mới xong được. Đó là mà con đường mà chúng ta cần thiết phải đi, là mỗi người Việt Nam của chúng ta phải đồng lòng với nhau và viết thơ vận động cho người đại diện của mình tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa như vậy, trước mắt thì công việc này không phải riêng của ban quản trị SPN mà phải có sự tiếp tay của tất cả cộng đồng người Việt ở trên đất Hoa Kỳ, có phải như vậy không ạ? Và cái việc vận động của chúng ta là như thế nào? Việc này là việc chung, việc này là việc một cá nhân không có làm được. Tôi còn nghĩ là không có chuyện gì trên thế gian này mà một người làm được. Chúng ta phải cùng nhau mà làm mới có sức mạnh. Cùng nhau làm một chuyện khó nhưng mà không phải là impossible, không phải là không làm được. Vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Vẫn có năm nay, hai năm nữa là ông John McCain, ông sẽ ra ứng cử trở lại để làm thượng nghị sĩ. Đây là một cơ hội tốt cho cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng Arizona, người Việt Nam ở Arizona là một trong những chiến sĩ tiên phong trong vấn đề này. Bởi vì ông John McCain là một tiếng nói có trọng lượng. Chúng ta cố gắng giúp đỡ, ủng hộ, bầu cho ông John McCain, gây quỹ cho ông, để mà chúng ta hy vọng là với cái tiếng nói của ông có thể ảnh hưởng những đồng nghiệp của ông ở Quốc hội. Theo Quốc hội thì nói vấn đề thời gian đó, thì từ lúc khởi động cái việc động cho đến lúc mà cái dự luật được nêu ra Quốc hội, có lẽ chúng ta cũng phải rất nhiều thời gian, phải không ạ? Dạ, rất nhiều thời gian. Những người đi trước của những người mà đã thực hiện cái chương trình HO này như cô Khúc Minh Thơ thì anh cũng đã biết rồi, cũng phải tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức. Cái lòng của những người mà thực hiện những chương trình này, họ không bao giờ họ give up, họ cố gắng hết mình. Và cuối cùng phép lạ cũng đã xảy ra, những người HO cũng đã được qua đây. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có một phần nhỏ còn lại để mà chúng ta cố gắng. Khi thưa quý vị, chân hữu thì trong thời gian qua quý vị đã theo dõi như là dòng Chúa Cứu Thế hay là đồng bào ở trong nước đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề thương binh anh em của chúng ta, một phần nào đóng góp để giúp đỡ, thì chúng ta là những người ra đi có đời sống may mắn hơn. Thì như Trúc Hồ và như ban điều hành SPN đã có cái ý tưởng là vận động bên lập pháp để giúp cho cái chương trình nhân đạo được kéo dài và giúp đỡ cho một số sĩ quan thương binh của chúng ta ở Việt Nam này qua đây. Tiếc rằng chương trình với đề chi binh đến đây phải tạm ngưng, và chúng tôi cũng đành xin cảm ơn Trúc Hồ, và nếu có dịp chúng ta sẽ trở lại để câu chuyện này đang còn tiếp tục. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn Duy Phương và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài SPN và Trung tâm ESA lúc nào cũng cùng đi chung với đài trong những công việc cần thiết phải làm cho người Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn.